Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chương trình kim cương đặc biệt do công ty Alexei and Diamond thực hiện trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần xin mời quý vị đến xem chương trình vào mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Đây là một chương trình với những sản phẩm kim cương GIA và những mẫu thiết kế độc đáo, kim cương, cẩm thạch, ruby, emerald độc đáo do chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Và tiếp tục vào ngày thứ năm, xin mời quý vị đến với một chương trình Special Promotion of the Week. Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu đến quý vị trong một buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón xem và đặc biệt mời quý vị trở lại vào chiều Chủ nhật vào lúc 5:30 hàng tuần với chương trình livestream trực tiếp với Lâm Trường Vĩ và Chris Trần để gửi đến quý vị những sản phẩm do công ty chúng tôi lựa chọn, thiết kế. Và một lần nữa, xin mời quý vị đăng ký, subscribe và like và share trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với 3 chương trình hàng tuần ngày thứ 3 lúc 7 giờ Cali, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật trực tiếp vào lúc 5:30. Xin mời quý vị đón xem. Chân thành cảm ơn. Lâm Trường Vĩ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một buổi chiều ngày thứ 3. Đây là chương trình đầu tiên của tháng 4, ngày thứ 3, ngày 5 tháng 4. Rất cảm ơn tất cả quý vị tiếp tục ủng hộ và trở lại hàng tuần để chúng ta cùng nhau theo dõi những sản phẩm trang sức rất đặc biệt, những viên kim cương được GIA Certified, những mẫu trang sức do công ty chúng tôi thiết kế, sản xuất và độc quyền design, những viên kim cương màu hồng thiên nhiên GIA Certified, những sản phẩm cẩm thạch, ngọc trai, ruby, emerald. Lâm Trường Vĩ hy vọng tất cả quý vị trong suốt năm 2022, từ đầu năm đến ngày hôm nay, quý vị đã sưu tập được rất nhiều sản phẩm trang sức. Và một lần nữa, chân thành cảm ơn sự ủng hộ rất rất đông của tất cả quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với món hàng đầu tiên buổi tối ngày hôm nay là một sợi dây lắc tay. Đây là một mẫu thiết kế đặc biệt của Italy được làm bằng vàng 18K màu trắng. Sợi dây lắc tay này được tuyển chọn và thiết kế những viên kim cương design kiểu rất dễ thương quý vị. Đây là những viên hộp xoàn 1 ly 8, design 4 cháu, đi nguyên một vòng cổ tay. Đặc biệt xen kẽ là những viên đá màu xanh blue gọi là natural sapphire 3 ly. Và tổng cộng chúng ta có khoảng gần 78 viên kim cương 1 ly 7, 1 ly rưỡi. Tuyển chọn tất cả chất lượng của những viên kim cương này đều là nước Y và nước D và là VVS Clarity, và giá là 1.390 đồng, $1,390. Đây là một sợi dây lắc tay mà rất nhiều quý vị tìm kiếm muốn mua, bởi vì những viên kim cương thật nhỏ, thật nhuyễn, design rất sắc sảo, để quý vị có thể đeo riêng một mình sợi dây lắc tay này, hoặc quý vị có thể kết hợp đeo chung, gọi là layer, cùng với những chiếc vòng kim cương, vòng cẩm thạch, vòng ruby, hoặc là quý vị đeo chung với đồng hồ. Đây là một trong những cái kiểu rất ít khi có. Sợi dây lắc tay này được làm bằng vàng trắng 18K và tất cả là 78 viên hộp xoàn. Xen kẽ là những viên đá sapphire màu xanh rực rỡ nổi bật ấn tượng. $1,390 mà thôi. $1,390. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 2 buổi tối ngày thứ 3. Lâm Trường Vĩ xin chúc tất cả quý vị có một buổi tối ngày thứ 3 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Cuộc sống quý vị luôn luôn tràn ngập những điều hy vọng. Chúng ta gặp nhau hàng tuần trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official vào tối ngày thứ 3 vào lúc 7 giờ Cali trực tiếp livestream, và ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ California cùng với Christian và Lâm Trường Vĩ. Mời quý vị nhớ đón xem
chia sẻ, share và like tất cả những chương trình của chúng tôi để chúng tôi tiếp tục có động lực thực hiện những chương trình gửi đến quý vị. Mẫu thiết kế số 3 là một bộ kim cương trang sức đá Tanzanite màu xanh, tím, giọt nước, kiểu thiết kế hình trái lê, gồm cặp mông tai và mặt dây chuyền. Tất cả được làm bằng vàng trắng 18K. Đây là một mặt dây chuyền. Quý vị đến với một viên kim cương 3.7 nước E-Color VVS Clarity. Mặt dây chuyền được thiết kế một viên kim cương 3.7 treo. Phía dưới sẽ là một viên đá Tanzanite màu tím xanh, xanh ánh tím, hình giọt nước 1 carat, khoảng gần 6.5 ly hình giọt nước. Mặt dây chuyền này quý vị sẽ được tặng kèm luôn cả sợi dây chuyền bằng vàng trắng 18K và đi chung với cặp bông tai và giá là $1,150. $1,150. Quý vị đến với cặp bông tai đi kèm chung là một cặp bông tai cũng được thiết kế với hai viên kim cương 3.5 ly nước E-Color VVS Clarity và hai bên là hai viên đá Tanzanite hình giọt nước gọi là pear shape 1 carat cho mỗi viên. Tổng cộng bộ trang sức này là 3 carat đá Tanzanite Natural. Tất cả kim cương là 3.7 ly cho mặt dây chuyền và hai viên kim cương 3.5 ly cho cặp bông tai. Tất cả làm bằng vàng 18K và quý vị sẽ được tặng kèm theo sợi dây chuyền cũng được làm bằng vàng 18K. Và Lâm Truyền mời quý vị đến với bộ trang sức này với giá $1,150. Quý vị gọi vào số phone trên màn hình. Chúng tôi ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada và cả Úc Châu. Quý vị nhắn tin cho Lâm Truyền Vĩ món hàng quý vị muốn mua, số thẻ credit card và địa chỉ shipping. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta hãy đến với mẫu thiết kế số 3. Đây là một mẫu thiết kế do công ty chúng tôi sản xuất, độc quyền thiết kế, design. Chính giữa sẽ là một viên kim cương GIA khoảng 5 ly nước H-Color VS Clarity. Đây là viên kim cương 5 ly, xuất sắc luôn quý vị. Khi chúng ta nói đến nước G-H-Color là hai nước kim cương vô cùng trắng, gọi là Near Colorless trong bảng danh sách kiểm chứng của GIA. VS Clarity nghĩa là rất sạch về độ trong suốt. Viên kim cương được thiết kế xung quanh là 36 viên hộp xoàn 1.8 ly, vòng quanh hai tầng kim cương được làm bằng vàng trắng 14K và giá đặc biệt buổi tối ngày hôm nay sẽ là $2,150. $2,150. Đây là một mặt dây chuyền nhìn rực rỡ và nổi bật với hai tầng kim cương đưa lên cao 4 chấu rực rỡ. Một viên kim cương 5 ly hơn của GIA. Tất cả những mẫu thiết kế cho công ty chúng tôi thiết kế và sản xuất là những mẫu thiết kế chúng tôi tuyển chọn, chúng tôi lựa chọn đem đến cho quý vị chất lượng kiểu mẫu cao, chất lượng cao nhất mà chúng tôi có thể. Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 3.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình buổi tối ngày hôm nay, tối ngày thứ ba, ngày 5 tháng 4. Rất là cảm ơn quý vị luôn luôn đến cùng với Lâm Trụ Vĩ thưởng thức những sản phẩm trang sức mà công ty chúng tôi đã bỏ thời gian đem đến cho quý vị hàng tuần. Mẫu thiết kế số 4 là một mặt dây chuyền ông Phật Di Lặc. Đây là một sản phẩm cẩm thạch được tuyển chọn xuất sắc, được làm bằng tay. Mẫu thiết kế vô cùng công phu bằng vàng 18. Một tượng Phật Di Lặc được điêu khắc hoàn hảo và độ trong suốt của màu xanh rất đặc biệt. Ở phía phần dưới tòa sen sẽ là 9 viên kim cương 3 ly 4, 3 ly, 2 ly rưỡi, VVS Clarity rất trắng, lúc E Color bằng vàng 18 và giá là $1,590. Tượng Phật Di Lặc này được làm rất công phu, thiết kế của Hồng Kông, vàng rất dày. Tượng Phật Di Lặc này chiều dài khoảng gần 2 inch, và màu sắc của cẩm thạch là màu xanh trong suốt. Quý vị thấy rất là nhiều người họ muốn đeo những mẫu thiết kế có ý nghĩa về tâm linh. Và công ty chúng tôi, khi chúng tôi bán những sản phẩm này, chúng tôi cố gắng lựa chọn rất kỹ, lựa những sản phẩm thật sự có giá trị đặc biệt cho quý vị mua. Mẫu thiết kế số 4 với giá $1,590. Xin gửi đến quý vị sản phẩm số 5 trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là một mặt dây chuyền kim cương và đá sapphire màu xanh. Lại là một mẫu thiết kế độc quyền riêng do công ty chúng tôi sản xuất và thiết kế vẽ kiểu. Để lựa chọn một viên đá có màu xanh sapphire 12 ly, được bọc xung quanh là 2 tầng kim cương. Những viên kim cương với sự kết hợp rất sắc sảo và tinh tế của hộp xoàn tròn 1 ly 8, 2 ly. Xen kẽ là những viên kim cương gần 3 ly hộp xoàn dắt cắt hình băng ghép đi viền xung quanh viên đá màu xanh. Ở chính giữa sẽ là một viên đá oval màu xanh và xung quanh là 2 tầng hộp xoàn với giá là $1,450. $1,450 để gửi đến quý vị mặt dây chuyền này được làm bằng vàng trắng 14K. Và Lâm Trụ Vĩ xin giới thiệu đến quý vị mặt dây chuyền này bởi vì mẫu thiết kế này rất đặc biệt quý vị. Khi mà chúng tôi kết hợp giữa kim cương baguette và nó xen kẽ với những viên kim cương tròn, nó tạo ra một cái design nhìn rất antique, kiểu Victorian, rất đặc biệt. Và quý vị khó thấy những mẫu thiết kế này trừ khi quý vị vào những tiệm trang sức thương hiệu lớn. Mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577.
Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 6 ngày hôm nay. Đây sẽ là một chiếc nhẫn kim cương và đá Natural Tourmaline. Viên đá này chiều dài là gần 12 ly. Một viên đá có màu hồng rất đặc biệt. Độ chiếu sáng là VVS Clarity. Trong suốt. Wow! Quý vị đến với mẫu thiết kế nạm kim cương hộp xoàn baguette hai bên xòe ra với những viên kim cương tròn ở hai góc tạo thành một chiếc nhẫn rất lộng lẫy. Tổng cộng kim cương ở đây sẽ là khoảng 2 carat kim cương và viên đá tourmaline khoảng gần 4 carat. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng 14K. Xin mời quý vị gọi vào với giá đặc biệt ngày hôm nay, $1,450. $1,450. Đây là một chiếc nhẫn rất rực rỡ bởi vì màu sắc là một cái màu hồng lấp lánh. Đá tourmaline hồng là một trong những màu đá có giá trị về độ hiếm có và đặc biệt độ trong cũng như kích thước của viên đá này. Sự kết hợp với những viên kim cương baguette hai bên và những viên kim cương tròn 2 ly rất chiếu vàng màu vàng, hoặc quý vị muốn vàng màu trắng chúng tôi sẽ làm cho quý vị, và đặc biệt giá là $1,450. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị nãy giờ đã đến với chương trình. Quý vị nào lần đầu tiên đến với chương trình, Lâm Trụ Vĩ mong quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali và ngày thứ năm trực tiếp cũng như ngày chủ nhật vào lúc 5 giờ California trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official. Quý vị đến với sản phẩm số 7 là một mặt dây chuyền kim cương hình tam giác. Đây là một mẫu thiết kế rất đặc biệt quý vị, to bằng đồng 5 sen và được thiết kế làm bằng vàng trắng 18K. Đi xung quanh là những viên kim cương baguette. Tổng cộng chúng ta có sẽ là 15 viên kim cương baguette. Wow. Và được thiết kế với những viên kim cương baguette xòe ra. Chính giữa là một viên hộp xoàn khoảng 0.50 carat, hộp xoàn hình tam giác. Đây là một mẫu thiết kế đặc biệt bởi vì quý vị rất là hiếm khi thấy những viên hộp xoàn tam giác gọi là Triangle Cut Diamond. Viên hộp xoàn nước F Color VS Clarity. Xin mời quý vị gọi vào với giá là $1,190. $1,190. Mẫu thiết kế được thiết kế 3 tầng kim cương đan chéo với nhau tạo thành một design hình tam giác hộp xoàn baguette. Mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Xin mời quý vị nhìn lên màn hình. Chúng ta lại đến với một cặp bông tai rất lạ quý vị. Đây là mẫu thiết kế bông tai khoen. Và hai viên kim cương nằm chính giữa sẽ là 4 ly rưỡi nước F-Color SI Clarity. Mẫu thiết kế kiểu trẻ trung, rất to, bởi vì thay vì họ đi vòng tròn hay hình vuông, mẫu thiết kế này lại tạo thành hình tam giác ba góc với những viên hột sần 1 ly 8 bọc xung quanh và trên vòng khoen. Đông đưa chính giữa là mỗi bên là một viên hột xoàn 4 ly 2. Một lần nữa, cặp bông tai kim cương mỗi bên là 4 ly 2. Hai bên treo đông đưa vòng quanh. Lâm Trường Vĩ mời quý vị gọi vào. Đặc biệt ngày hôm nay chỉ có một cặp bông tai này với giá $1,490. $1,490. Cặp bông tai hột sàn 4 ly 2 nước F-Color SI Clarity. Vỏ thiết kế được làm bằng vàng trắng với những viên kim cương trên vòng khoen. Là những viên hột sàn 1 ly 8 bọc xung quanh hai hình tam giác $1,490. Đây là một mẫu thiết kế rất lạ, rực rỡ bởi vì nó tạo thành một cặp bông tai to, lấp lánh, trong suốt, rất trắng. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình buổi tối ngày 5 tháng 4. Chúng ta đang đến với mẫu thiết kế số 9 trong buổi tối ngày thứ ba. Đây là một chiếc nhẫn emerald màu xanh. Quý vị thấy tất cả những sản phẩm kim cương và đá màu của công ty chúng tôi đã được rất là nhiều quý vị chứng nhận bằng cách đã mua qua và đã đeo lên và đã được bao nhiêu người trầm trồ. Lâm Trường Vĩ có những khách hàng kể với Lâm Trường Vĩ rằng khi họ đeo những sản phẩm kim cương, những mẫu thiết kế độc đáo của Lâm Trường Vĩ vào những thương hiệu nổi tiếng, tất cả những người bán hàng đều trầm trồ khi họ nhìn những mẫu trang sức quý vị đã mua từ công ty chúng tôi, và họ nghĩ là quý vị đã mua một giá rất cao. Nhưng công ty chúng tôi cố gắng làm sao vẫn tiếp tục giúp cho tất cả quý vị ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội, mà quý vị có một cái nguồn tài chính khác nhau, quý vị đều có thể mua sắm kim cương. Và đây là những sản phẩm kim cương thiên nhiên, gọi là Natural Diamond, sản phẩm cao cấp chất lượng. Sản phẩm số 9 sẽ là một chiếc nhẫn với một viên đá Emerald của Colombia. Viên đá này là 1 carat. Chiếc nhẫn được viền xung quanh là những viên hột xoàn 2 ly 1 ly 8, tổng cộng 24 viên. Được làm bằng vàng 18K. Màu trắng. Và chiếc nhẫn này Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị giá là $1,100. $1,100. Xin nhắc lại với quý vị là viên đá Emerald này là một loại đá đẹp nhất mà quý vị có thể lựa chọn. Viên đá màu xanh lá cây, xanh trong suốt, VVS Clarity chất lượng. Và đây là một trong những màu xanh, nếu viên đá này từ 5 carat trở lên
Lâm Trường Mỹ chắc chắn quý vị không bao giờ mua dưới giá 4 đến 50 ngàn đô la. Cho nên đây là một chiếc nhẫn đặc biệt với giá 1.100 đô la. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị đến với một mặt dây chuyền kim cương. Mẫu thiết kế rất đặc biệt quý vị, đây là một mặt dây chuyền South Sea Pearl, ngọc trai thiên nhiên của Australia. Đây là một viên ngọc trai hình trái lê. Chiều dài của viên ngọc trai này là khoảng gần 18 ly nha quý vị. Khi chúng ta nói tới ngọc trai mà từ 14 ly trở lên, Lâm Trường Mỹ mong là quý vị sẽ hiểu được đó là những viên ngọc trai rất quý hiếm, khó kiếm. Và đặc biệt viên ngọc trai này là màu trắng, màu satin, là màu đẹp nhất của ngọc trai màu trắng. Khi chúng ta nói tới ngọc trai thiên nhiên thì Lâm Trường Mỹ mong quý vị cũng lưu ý một điều là những tì vết, những chấm nhỏ, những đường thẹo trên ngọc trai đôi lúc đó là một cái điều chứng nhận cho quý vị biết đó là natural South Sea Pearl. Bởi vì khi quý vị đến với những viên ngọc trai hoàn hảo, một là nó không phải thiên nhiên, bởi vì người ta chỉ dùng một loại nước sơn sơn lên, cho nên quý vị sẽ thấy được độ hoàn hảo, bóng lượng, hoặc đó là những viên ngọc trai số tiền vài ngàn đô la. Đây là một mặt dây chuyền được thiết kế chính giữa là một viên kim cương 4 ly rưỡi nước E-Color VS Clarity, tạo thành hình một cái cuốn với hai chiếc lá màu xanh và hai viên đá emerald. Mời quý vị gọi vào giá là 750 đô la, được làm bằng vàng 14, 750 đồng cho mặt dây chuyền này. Đây là một mặt dây chuyền chỉ có 102. Quý vị thấy giá trị của mặt dây chuyền này ở viên ngọc trai không thôi đã là gần 500 đô la. Còn viên kim cương 4 ly rưỡi trị giá đã là hơn 800 đô la. Tổng thể nguyên mẫu thiết kế này ngày hôm nay quý vị mua với giá 750 đồng. Lâm Trường Mỹ cảm ơn quý vị. Đây sẽ là một trong những mẫu thiết kế rất đẹp, rất dễ thương. Quý vị nào muốn mua kèm chung sợi dây chuyền thì sợi dây chuyền nếu là 16 inch sẽ là 690 đô la. Quý vị muốn mua, quý vị gọi cho Lâm Trường Mỹ, sợi dây chuyền đi kèm chung sẽ là bằng vàng 18, mình bán riêng với giá là 690 đô la. Mặt dây chuyền ngọc trai sẽ là 750 đô la. Với một viên kim cương 4 ly rưỡi nước E-Color VVS Clarity, mẫu thiết kế với một viên ngọc trai là 18 ly hình trái lê Australia South Sea Pearl, 750 đồng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị, chúng ta lại tiếp tục theo dõi những sản phẩm tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình dài 2 tiếng đồng hồ, mỗi buổi tối ngày thứ ba, khi quý vị đi làm về sau những ngày đầu tuần, đôi lúc cũng có những áp lực và sự mệt mỏi. Quý vị lại thư giãn với 2 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị chưa mua được món hàng nào thì Lâm Trường Mỹ cũng mong quý vị đã nhìn, thưởng thức những mẫu thiết kế, những hình ảnh đẹp tuyệt vời. Quý vị biết là có một câu nói rất nổi tiếng của ông Alan Greenspan đã nói: chúng ta không cầu xin cho gánh nặng sẽ nhẹ hơn, nhưng cho đôi vai hãy vững vàng hơn.
Đúng không quý vị, trong cuộc sống chúng ta mỗi ngày, những gánh nặng luôn luôn là những áp lực. Tuy nhiên, chúng ta có những phép màu để giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn. Và kim cương là một trong những điều rất nhiều quý vị tìm kiếm khi quý vị có cuộc sống dư dả hơn, hạnh phúc hơn, hoặc quý vị muốn làm cho cuộc đời sống mình nó bớt đi những cái stress thì mình tìm kiếm đến sự mua sắm. Ngay bây giờ xin mời quý vị nhìn lên số 11 sẽ là một chuỗi ngọc trai đặc biệt. Đây là một mẫu thiết kế antique được sản xuất và làm vào những năm 1930, rất xưa quý vị. Và những viên ngọc trai trên sợi dây này là những viên ngọc trai của Nhật, màu trắng rất tuyệt vời. Đây là màu trắng nhất của ngọc trai, rất đẹp. Những viên ngọc trai của Nhật, khoảng 140 viên, mẫu thiết kế này được design gọi là double strand, chiều dài là 17 đến 18 inch double, nghĩa là hai sợi. Ở chính giữa sẽ là những viên kim cương 3 ly chính giữa, 2 ly rưỡi, 2 ly và những viên đá emerald thiên nhiên. Tất cả những mẫu thiết kế này vào những năm 1920, 30, 40 là những lúc sản phẩm trang sức được làm bằng tay rất tỉ mỉ, rất đặc biệt, được làm bằng vàng 18 và giá ngày hôm nay sẽ là $2,250. $2,250. Một sợi dây chuỗi ngọc trai rất sang trọng, đặc biệt. Quý vị nhìn vào, quý vị sẽ biết chắc chắn quý vị là người duy nhất sẽ có mẫu thiết kế này. Quý vị đeo vào, mẫu thiết kế chính giữa sẽ là một hình giống như là hai cánh thiên nga xòe ra, và đưa vào ở chính giữa là những viên đá emerald thiên nhiên, xen kẽ là những đường kim cương, hộp xoàn 3 ly, 2 ly, được tạo thành một sợi dây, hai sợi, 140 viên ngọc trai, mỗi viên đường kính khoảng 6 ly, làm bằng vàng 18. Và sợi dây này $2,250. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một bộ kim cương trang sức lộng lẫy bằng đá natural sapphire, nhưng đây sẽ là một màu đá sapphire độc đáo hiếm có, gọi là pink sapphire. Pink sapphire là đá sapphire hồng thiên nhiên. Quý vị sẽ đến với một bộ trang sức gồm bông tai và chiếc nhẫn kim cương. Cặp bông tai được thiết kế với hai viên đá sapphire thiên nhiên 7 ly rưỡi cho mỗi bên, hình oval màu hồng trong suốt, hồng đậm, gọi là intense pink sapphire, được thiết kế bằng vàng 18K và nạm kim cương đi vòng quanh 1 ly 7 viên xung quanh. Và cặp bông đá sapphire màu hồng này Lâm Triệu Vĩ gửi đến quý vị giá là $1,290. $1,290 cho cặp bông tai kim cương và đá pink sapphire rất hiếm có. Và kế tiếp quý vị đến với chiếc nhẫn là một viên đá pink sapphire, cũng là VVS và là 8 ly. Lâm Triệu Vĩ gửi đến quý vị chiếc nhẫn với giá là $1,850. $1,850 cho viên đá pink sapphire 2 carat và nạm xung quanh là 18 viên kim cương 2 ly 2, nước e-color VVS Clarity, và viên chính giữa sẽ là những viên kim cương 1 ly 8 rất đặc biệt, được làm bằng vàng 18 và chiếc nhẫn rất to, xòe ra thành một vòng tròn. Quý vị có một bộ trang sức kim cương và đá pink sapphire là những mẫu thiết kế và những viên đá rất hiếm trên thị trường trang sức, và đây cũng là một bộ trang sức đặc biệt và tuyệt vời, rất lộng lẫy với cái màu hồng natural pink sapphire. Xin mời quý vị gọi vào
cho cặp bông tai với giá $1,290 và chiếc nhẫn sẽ là $1,850. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một mặt dây chuyền kim cương. Và đây lại là một viên kim cương tuyệt hảo bởi vì màu xanh lá cây, gọi là Green Diamond. Viên kim cương màu xanh lá cây nặng khoảng 2 carat. VS Clarity. Màu xanh này là một màu xanh được treated color nhưng rất độc đáo quý vị. Tất cả những màu xanh quý vị thấy trên thị trường phần lớn sẽ là màu xanh blue, nhưng khi chúng ta nói tới màu green, quý vị sẽ hiếm thấy, hiếm có và khó tìm được, và giá trị rất cao bởi vì mặt dây chuyền này tới 2 carat. Ngày hôm nay sẽ được thiết kế và giới thiệu đến quý vị trong một vỏ kim cương vòng quanh là những viên kim cương 2 ly, 1 ly 8 và giá là $2,680. $2,680. Xin mời quý vị gọi vào cho mặt dây chuyền kim cương màu green 2 carat, khoảng 2 carat, màu xanh treated color VS Clarity. Vỏ thiết kế viền xung quanh là những viên hộp xoàn 1 ly 8 đến 2 ly. Và đi kèm theo chung nếu quý vị muốn mua là một sợi dây chuyền Diamond by the Yard với những viên hộp xoàn 2 ly rưỡi, tổng cộng đi cách khoảng chúng ta có là 14 viên kim cương 2 ly rưỡi. Nước E-Color VS Clarity được làm bằng vàng 14K và giá là $1,050. $1,050 là sợi dây chuyền. Sợi dây này quý vị sẽ đến với 14 viên kim cương 2 ly rưỡi, 2 ly 8. Và quý vị có thể kết hợp chung với mặt dây chuyền. Mẫu thiết kế rất đặc biệt. Số 13, xin cảm ơn. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn antique, chiếc nhẫn thiết kế xưa, rất to quý vị. Khi Lâm Trường Vĩ nhìn chiếc nhẫn này, Lâm Trường Vĩ phải trầm trồ bởi vì kích thước của tổng thể kim cương và design của chiếc nhẫn này là gần bề mặt to gần bằng đồng 25 cm. Tổng cộng kim cương ở trên chiếc nhẫn này sẽ là 60 viên kim cương. Chiếc nhẫn này Lâm Trường Vĩ nghĩ là khó có thể cắt size xuống được là size 4 hoặc size 5. Cho nên những quý vị nào phải từ size 6 rưỡi cho đến size 9, size 8, size 9 trở lên. Từ size 6 rưỡi trở lên thì chiếc nhẫn này sẽ phù hợp với quý vị hơn. Đây là một chiếc nhẫn xưa, nhẫn antique với một viên ruby màu đỏ huyết một câu. 9 ly là 3 carat. Rất to, rực rỡ với 3 tầng kim cương hộp xoàn 2 ly. Nước E-Color VS Clarity được làm bằng vàng 14K. Và mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá đặc biệt tuyệt vời ngày hôm nay 2680
$90, $2,690. Đây là một mẫu thiết kế mà nếu quý vị nào có ngón tay với size từ 6,5 trở lên 6, 7, 8, 9, quý vị sẽ rất mê hoặc với mẫu thiết kế này, bởi vì nó sẽ giúp cho quý vị có được một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay nhìn rất lộng lẫy. Và nạm xung quanh quý vị thấy sẽ là 3 tầng kim cương kiểu xoắn ốc độc đáo với một viên ruby màu đỏ 9 ly màu đỏ đậm huyết bồ câu. Và chiếc nhẫn này với giá $2,690 rất tuyệt vời. Quý vị nào đang tìm kiếm mua những mẫu trang sức có 102, Lâm Trụy mong quý vị hãy theo dõi những chương trình của công ty Alexei and Diamond, như những mẫu thiết kế Lâm Trụy đã tuyển chọn, lựa chọn để đem lên giới thiệu cho quý vị hàng tuần. Lâm Trụy chắc chắn quý vị sẽ tìm kiếm được một món hàng đặc biệt nào đó. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị một lần nữa. Xin mời quý vị đến với một bộ kim cương số 15. Đây là một bộ kim cương bông hoa mai. Thiết kế đặc biệt, ở chính giữa sẽ là một viên kim cương 5 ly cho cặp bông. Mỗi viên kim cương này được tuyển chọn xuất sắc là nước D Color VS Clarity. Mẫu thiết kế nhỏ và gọn, nếu cho những ai có trái tai nhỏ mà thích đeo một cặp bông tai rực rỡ, thì cặp bông tai số 15 này quý vị sẽ cảm nhận được chi tiết sắc sảo trên từng cánh hoa. Đi vòng quanh là 48 viên ngọc sòng 1,5 ly. Nổi bật lên là 2 viên kim cương nước D Color 5 ly. Natural Diamond nước D Color VS Clarity. Và mời quý vị gọi vào với giá là $2,950. $2,950. Và kế tiếp sẽ là một mặt dây chuyền để quý vị kết hợp đi kèm chung. Viên kim cương 5 ly 4 cũng là một viên hộp xoàn nước EVS và vỏ thiết kế đặc biệt do công ty chúng tôi Manufacture Design sản xuất. Mẫu thiết kế rực rỡ với những cánh hoa, 7 cánh hoa, nổi bật lên 4 cháu cho viên kim cương 5 ly 4 nước E-Color VS Clarity bằng vàng 14 và giá là $2,550. $2,550. Mặt dây chuyền này quý vị đeo chung bất kỳ cặp bông tai thiết kế nào cũng rất phù hợp, bởi vì mẫu thiết kế này rất traditional, rất classic. Còn cặp bông tai lại rất chi tiết, giúp cho viên hộp xoàn 5 ly nhìn ấn tượng hơn, lấp lánh hơn. Mời quý vị gọi vào cho sản phẩm số 15. Nãy giờ quý vị đã đến với gần nửa chương trình của buổi tối ngày thứ ba, ngày 5
tháng 4 2020, chúng ta đã đồng hành cùng với quý vị xuyên suốt gần 4 tháng trong đầu năm, và công ty chúng tôi đã đoạt và đạt được những doanh thu rất tuyệt vời ngoài sự bất ngờ và tưởng tượng. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã mua sắm và ủng hộ những sản phẩm trang sức do công ty Alexei and Diamond thực hiện và giới thiệu đến quý vị hàng tuần. Người Do Thái có một câu nói: khi chúng ta đem tặng hoa cho người khác thì người ngửi được mùi hương đầu tiên chính là chúng ta. Nhưng khi chúng ta ném bùn vào người khác thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta. Quý vị thấy là Lâm Trù Vĩ, khi Lâm Trù Vĩ lựa chọn những sản phẩm trang sức tuyệt vời để đem đến cho quý vị, người đầu tiên thưởng thức đó chính là Lâm Trù Vĩ. Cho nên Lâm Trù Vĩ rất cảm ơn quý vị đã giúp cho chúng tôi có được cơ hội có một đời sống hạnh phúc và công ty phát triển, tạo thành thương hiệu vững chắc hơn trong kỹ nghệ kim cương. Và cũng cảm ơn tất cả những quý vị nào luôn luôn ủng hộ công ty chúng tôi. Quý vị nhận thức, hiểu được giá trị của công ty chúng tôi. Bởi vì quý vị thấy là trong sự cạnh tranh về ngành trang sức thì có những người chuyên môn muốn gièm pha người khác khi họ không có đủ sức lực, khả năng để làm những điều chúng tôi có thể làm. Và sau đây xin mời quý vị nhìn lên số 16 sẽ là một chiếc nhẫn do chính Lâm Trù Vĩ vẽ kiểu. Đây là một chiếc nhẫn tuyệt vời. Từng đường nét trên chiếc nhẫn này đã được chúng tôi tạo hình dáng, design từng chi tiết nhỏ nhất, cũng như lựa chọn ra những viên kim cương đẹp nhất. Ở chính giữa sẽ là một viên kim cương màu vàng đậm, gọi là Natural Fancy Intense Yellow. Viên kim cương hình giọt nước, gọi là pear shape, chiều dài là 6.3 ly, là một con số 9 cộng lại, đúng không quý vị? Nếu quý vị nào thích con số đẹp, chiếc nhẫn này ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào với giá $3,950. $3,950, một mẫu thiết kế rất sang trọng quý vị. Chiếc nhẫn này quý vị đeo ngón trỏ là ngón chỉ tay, tuyệt vời. Mà quý vị đeo ngón giữa lại rất phù hợp, bởi vì nó đầy đặn. Mẫu thiết kế được design rất nhẹ nhàng, mỏng manh, với những đường viền kim cương, nước đi color 1.8 ly. Và nếu quý vị đeo ngón áp út thì lại là một mẫu thiết kế tạo thành một chiếc nhẫn sang trọng cho quý vị. Chiếc nhẫn này là một viên kim cương được GIA Certified, là viên hộp xoàn hình giọt nước màu vàng đậm, Fancy Intense Yellow, có nghĩa là viên kim cương màu đậm nhất và đẹp nhất của kim cương màu vàng. Mẫu thiết kế được vòng quanh là những viên hộp xoàn nước đi color VVS Clarity, được làm bằng vàng trắng 18K. Và chiếc nhẫn này $3,950. Một lần nữa, quý vị mua những sản phẩm này chỉ có một mình quý vị có mà thôi, bởi vì đây là mẫu thiết kế độc quyền do công ty chúng tôi sản xuất, thiết kế và giới thiệu đến quý vị. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta cùng theo dõi một mặt dây chuyền kim cương hình giọt nước. Wow! Lâm Trù Vĩ chỉ nói chữ wow, bởi vì quý vị thấy đây là một kích thước to bằng đồng 25 cent. Vâng, mẫu thiết kế số 17 là một mặt dây chuyền được kết lại tổng cộng gần 4-5 carat kim cương, tổng cộng gần 45 viên kim cương. Một lần nữa, chúng ta có 45 viên kim cương 2.7 ly, 2.8 ly tuyển chọn. Quý vị thấy với số lượng kim cương này, chúng ta dư để làm thành một sợi dây lắc tay, đúng không quý vị? Mà nếu một sợi dây lắc tay thì Lâm Trù Vĩ nghĩ quý vị cũng hình dung ra được sẽ mắc bao nhiêu tiền. Mặt dây chuyền này rực rỡ, tuyển chọn khoảng 43-45 viên hộp xoàn 2.7 ly,
nước E-Color VVS Clarity bằng vàng 14 và giá là $2,950. $2,950 để gửi đến quý vị một mặt dây chuyền kim cương số 17, được tuyển chọn tổng cộng là 4 đến 5 carat kim cương, được thiết kế tạo thành một mẫu hình trái lê hoặc hình giọt nước gọi là pear shape design. Và đây là một sự kết hợp với rất nhiều kim cương để tạo thành một mặt dây chuyền. Khi quý vị đeo với một sợi dây chuyền, quý vị có thể mua sợi dây chúng tôi bán, hoặc quý vị có thể có sợi dây đeo vào, quý vị sẽ cảm nhận được đây là một thiết kế rất lộng lẫy, bởi vì tổng thể số lượng kim cương để làm lên mặt dây chuyền này quá nhiều. Nhưng nó đặc biệt là vì số lượng kim cương thật nhiều, và kế tiếp là độ to, có nghĩa là kích thước của những viên kim cương này là 2.7 ly, gần như 3 ly. Là quý vị thấy to bằng đồng 25 cent, mà kín hết kim cương đi thành rất nhiều tầng. $2,950. Quý vị nào đang muốn mua một mặt dây chuyền lộng lẫy rực rỡ, đây sẽ là món hàng cho quý vị lựa chọn. Quý vị nhớ là khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta phải làm những việc chúng ta nên làm. Nhưng khi chúng ta ở tuổi lớn hơn hoặc là về già thì chúng ta mới có thể làm những việc chúng ta muốn làm. Đó là hai sự khác biệt, đúng không quý vị? Khi trẻ thì chúng ta bắt buộc phải làm những điều chúng ta cần phải làm. Nhưng khi chúng ta ở tuổi lớn hơn, chúng ta nên làm những điều chúng ta muốn làm. Có thể mua sắm kim cương cũng là những điều rất là nhiều quý vị rất muốn mua, nhưng quý vị để dành đến một lúc nào đó. Chúng tôi mong quý vị đến với chương trình, quý vị có thể thưởng thức và lựa chọn rất nhiều trang sức. Công ty chúng tôi sở hữu tất cả mọi mẫu thiết kế trang sức kim cương, chất lượng kim cương và những viên hột xoàn tuyệt vời nhất, cũng giống như những sản phẩm kim cương Pin Diamond. Quý vị biết là không thể nào dễ dàng có thể đi mua kim cương màu hồng, hoặc là những sản phẩm cẩm thạch GIA gọi là AJ, mà công ty chúng tôi lại sở hữu vô số kể những sản phẩm đó. Ngay bây giờ xin mời quý vị nhìn vào sản phẩm số 18, là một chiếc nhẫn kim cương. Đây là một mẫu nhẫn rất giống những thương hiệu như là Bulgari, mà đây là một chiếc nhẫn đặc biệt quý vị. Quý vị thấy hình dáng của chiếc nhẫn này gồm 3 design ở trên đây. Ở bên hông sẽ là một ngôi sao, ở chính giữa sẽ là một mặt trời, và bên hông sẽ là một mặt trăng, tạo thành một mẫu thiết kế nhẫn độc đáo. Chiếc nhẫn này được làm bằng vàng màu vàng 18K. Viên hột xoàn chính giữa sẽ là 5 ly, hai bên là hai viên hột xoàn 3 ly, tất cả là nước D-Color bằng vàng 18, viền hai bên sẽ là những đường viền đá onyx, và chiếc nhẫn này chúng tôi không thể nào làm sai được. Chiếc nhẫn này cho dành cho những ai size 6.5, nha quý vị, size 6.5 mà thôi. $2,150, số lượng vàng nằm trên chiếc nhẫn này là khoảng 7 chỉ vàng 18K. Đây, xin mời quý vị nhìn vào một mặt một chiếc nhẫn kim cương gọi là mặt trăng, mặt trời và ngôi sao. Mẫu thiết kế rất nổi tiếng của thương hiệu Bulgari. Chiếc nhẫn này nếu quý vị mua trong thương hiệu chắc chắn sẽ trên 6-8.000 đô la. Đây là một chiếc nhẫn rất nặng vàng 18K, mẫu của Italy, $2,150. Quý vị thấy trị giá của chiếc nhẫn này là nằm ở số lượng vàng, số lượng kim cương,
$2,150. Xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn đặc biệt độc đáo có 102 này. Hai bên là hai đường viền màu đen nổi bật, và quý vị sẽ nhìn vào được từng chi tiết tỉ mỉ và rất độc đáo trên chiếc nhẫn số 18. Wow, chúng ta lại gặp nhau cùng đến với một chiếc nhẫn Emerald. Chiếc nhẫn này rất modern quý vị. Đây là một chiếc nhẫn kim cương với một viên đá Emerald nằm chính giữa là 3 carat. Giác cắt là Emerald khách. Đây là một viên đá Emerald, Natural Emerald của Colombia. Chúng ta đang nói đến là những sản phẩm trang sức với những viên đá Emerald thiên nhiên của Colombia. Đó là một điều khẳng định cho quý vị biết những viên đá Emerald này trị giá rất cao. Một carat Emerald thiên nhiên của Colombia có thể đến $5,000 cho một carat. Chiếc nhẫn này là 3 carat và đây là một màu xanh lá cây, nó gọi là Green Emerald Translucent. Viên Emerald này trong, và quý vị nhớ tất cả những viên đá Emerald, Ruby, Sapphire, những tì vết, những inclusion nằm bên trong, nó sẽ giúp cho quý vị nhận định và khẳng định đó là những viên đá natural. Và thiết kế nạm xung quanh là 6 viên kim cương 4 ly và 3 ly rưỡi, được thiết kế theo kiểu thềm cấp. Đây là những viên Emerald, kim cương Emerald nước Color VS Clarity, được làm bằng vàng 18, và xin mời quý vị gọi vào với giá $2,950. $2,950. Chiếc nhẫn đơn giản, nhưng khi quý vị đeo vào, Lâm Chủ Vĩ nghĩ màu xanh lá cây đẹp tuyệt vời của viên đá Emerald này sẽ làm cho bàn tay của quý vị tạo được sự chú ý. Và mẫu thiết kế đơn giản nhưng rất chi tiết, rất sang trọng, được làm bằng vàng màu vàng, vàng 18K, $2,950. Lâm Chủ Vĩ nhớ là những hồi xưa khi Lâm Chủ Vĩ còn đi học trong đại học quý vị, ông thầy triết lý, philosophy đã có nói một cái câu như thế này: ở trên đời này có 3 thứ mà người khác không thể nào cướp được của chúng ta. Một là thức ăn đã vào dạ dày, hai là lý tưởng giấu trong tim, ba là quyển sách đã in vào não bộ. Lâm Chủ Vĩ cảm thấy những điều này rất chính xác, đúng không quý vị? Những gì chúng ta có trong bụng, trong tim và trong não là những điều nó thuộc về chúng ta. Lâm Chủ Vĩ mong quý vị luôn luôn có được những niềm hy vọng, những suy nghĩ tốt đẹp, những năng lượng tuyệt vời để giúp cho đời sống quý vị luôn luôn có được những hạnh phúc, bớt những áp lực trong đời sống. Quý vị đến với số 20 sẽ là một sợi dây chuyền kim cương lộng lẫy. Nhìn vào quý vị cảm nhận như một mẫu thiết kế của hoàng gia, bởi vì họ thiết kế tỉ mỉ
đi thành những đường hột xoàn xòe ra, nằm ngay giữa cổ, được làm bằng vàng 18K, màu trắng. Sợi dây chuyền này được thiết kế với 90 viên kim cương 2 ly, 1 ly 8, được design thành những đường tia mặt trời nạm ở giữa cổ, đi vòng quanh nửa vòng cổ, bằng vàng 18, nặng khoảng 1 ounce vàng 18. Quý vị thấy là tổng cộng chúng ta có gần 20 hình thiết kế như giọt nước hoặc là trái tim được nạm và kết kim cương nằm chính giữa cổ, mẫu thiết kế antique. Ngày hôm nay Lâm Trụ Vĩ mời quý vị đến với giá là $2,990. Wow, quý vị ơi, những mẫu trang sức đặc biệt như thế này, quý vị biết là khi quý vị đeo vào chỉ có một mình quý vị có, mà điều đặc biệt hơn nữa là những chất lượng kim cương ở trên những mẫu thiết kế này lại rất tuyệt vời. Và cuối cùng, quý vị cảm thấy rất vui khi mình mua được giá nhẹ nhàng. Và công ty chúng tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi cố gắng làm sao để càng ngày càng có đông khách hàng hơn, nhiều khách hàng hơn, để chúng tôi có thể cố gắng giữ những giá thấp nhất để giúp cho đời sống quý vị có thêm nhiều bộ sưu tập trang sức đa dạng hơn. Mẫu thiết kế số 20 là một sợi dây chuyền antique được tuyển chọn với 90 viên kim cương 2 ly 1 ly 8 bằng vàng trắng 18K, $2,990. Tổng số tiền vàng 18K nặng khoảng gần 1 ounce vàng màu trắng. Quý vị nào muốn mua sợi dây chuyền này, quý vị có thể đeo vào, quý vị cảm nhận được sự rực rỡ lộng lẫy trong một món trang sức với giá chỉ có $2,990. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta đã đi nãy giờ gần hết 2/3 chương trình của buổi tối ngày thứ ba. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương. Đây là một mẫu nhẫn do công ty trang sức nổi tiếng Simon G thiết kế. Và ngày hôm nay công ty chúng tôi sở hữu chiếc nhẫn này để giới thiệu đến quý vị với một viên kim cương hình vuông gọi là Princess Cut. Viên kim cương này được design rất đơn giản nhưng sang trọng, đưa lên cao 4 chấu với một viên hộp xoàn nặng khoảng 1 gram 15. Một viên hộp xoàn nước F-Color VS Clarity, vỏ thiết kế đặc biệt rất độc đáo và có đóng dấu của thương hiệu Simon G nằm trên chiếc nhẫn này, được làm bằng vàng trắng 18K và giá 4.280 đô la. Chiếc nhẫn là một viên kim cương to hơn 1 carat 20, là nước F color VS Clarity và được thiết kế với hai bên, quý vị nhìn vào là hai viên kim cương giọt nước, nó gọi là pear shape, và thêm hai viên hộp xoàn hình tròn 2 ly, và tất cả được thiết kế kiểu 3 chiều 3D. Mặt trước và mặt sau của đai nhẫn đều được nạm kim cương, và chiếc nhẫn rực rỡ nổi bật đưa lên 4 chấu để giữ viên kim cương hình vuông 4 góc Princess Cut bằng vàng trắng 18K và giá là $4,250. Wow, chiếc nhẫn này dành cho những ai thích đeo trên ngón tay của mình. Một viên hộp xoàn thật to, thật lấp lánh, thật rực rỡ, và lại là một mẫu nhẫn brand name, là mẫu thiết kế có thương hiệu designer. Chiếc nhẫn này nếu quý vị vào những thương hiệu, Lâm Trụ Vĩ chắc chắn quý vị không bao giờ mua dưới giá hơn $10,000. Và ngày hôm nay công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị chỉ có $4,280 mà thôi cho một viên kim cương hình vuông. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn nam, sản phẩm số 22. Tất cả quý vị nào đang theo dõi chương trình buổi tối ngày hôm nay, Lâm Trường Vĩ mong quý vị cho Lâm Trường Vĩ một nút like. Và quý vị có thể share chương trình với những người thân của mình. Và quý vị giới thiệu công ty chúng tôi. Và quý vị nào chưa trở thành hội viên, Lâm Trường Vĩ mong quý vị bấm vào nút subscriber, hoặc quý vị nhờ con em mình giúp cho quý vị cách trở thành hội viên. Bởi vì công ty chúng tôi sẽ còn rất nhiều chương trình đặc biệt vào những ngày lễ sale, như ngày lễ Mother's Day đang sắp đến, hoặc là những ngày lễ Christmas, hoặc là chương trình sale nửa năm. Chúng tôi sẽ có những thông báo đặc biệt. Cho nên quý vị có subscriber, quý vị có thể đăng ký hội viên thì quý vị sẽ nhận được thông báo từ YouTube. Sản phẩm số 25 sẽ là một chiếc nhẫn dành cho phái nam, mà đặc biệt quý vị nam nào muốn đeo một viên hột xoàn thật to, mà viên hột xoàn lại là hình vuông. Mẫu thiết kế rất hiếm có quý vị. Đây là một mẫu thiết kế đến từ Italy, bằng vàng trắng 18K. Chiếc nhẫn này rất to, viên hột xoàn nặng gần 1,5 carat, xuất sắc, trong suốt, dắt cắt excellent. Để mà có được một chiếc nhẫn hột xoàn hình vuông hoàn hảo dành cho phái nam và có được luôn vỏ nhẫn để nạm vào viên kim cương này, đó là một điều rất khó có. Viên kim cương được bọc xung quanh là 20 viên hột xoàn 2 ly và hai bên là 2 viên hột xoàn 3 ly. 1,5 ly đi viền mặt trên, 4 cháu nổi bật với một viên hột xoàn hình vuông gọi là Princess Cut, nặng khoảng gần 1,50 carat, viên hột xoàn nước F Color VS Clarity. Và viên hột xoàn này được thiết kế trong vỏ Italy bằng vàng 18K. Lâm Trường Vĩ mời quý vị gọi vào với giá $6,850. $6,850 để gửi đến quý vị một viên kim cương 1,50 carat dành cho nhẫn nam. Những sản phẩm kim cương, viên hộp xoàn vuông dành cho phái nam là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Bởi vì sự vuông góc của viên hộp xoàn hình vuông kết hợp với mẫu thiết kế hình vuông, nạm hộp xoàn hai bên nhìn rất mạnh mẽ, sang trọng, nhưng lại rất gọn cho những quý vị nam có thể đeo hàng ngày. Mời quý vị gọi vào với giá $6,850. Xin mời quý vị nhìn vào cho một chiếc nhẫn cẩm thạch lộng lẫy rực rỡ. Chiếc nhẫn này rất to quý vị, viên đá cẩm thạch. Wow, chiều dài của viên đá cẩm thạch là hơn 1 inch, màu xanh lá cây, màu xanh sơn thủy, xanh đậm, xanh trong suốt và được thiết kế trong một vỏ kim cương của Hồng Kông vào những năm 1970. Nạm xung quanh là 40 viên kim cương 2 ly hình tròn, tạo thành 2 tầng kim cương. Và xen kẽ 4 góc sẽ là 12 viên hộp xoàn baguette, chiều dài là 3,5 ly, được làm bằng vàng 14. Tổng thể chiếc nhẫn này to hơn đồng 25 cent và trị giá rất cao. Ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào với giá $3,450. $3,450 để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn cẩm thạch lộng lẫy rực rỡ, ấn tượng bởi vì chiều dài cũng như độ to, độ cân nặng và số lượng kim cương ở trên đây hơn 52 viên kim cương 2,2 ly, 3,5 ly baguette và hộp xoàn tròn, tạo thành một chiếc nhẫn cẩm thạch có 102, rất to. Nếu quý vị nào đang tìm kiếm một chiếc nhẫn cẩm thạch thật vĩ đại mà giá rất nhẹ nhàng, Lâm Trường Vĩ nghĩ số 23 sẽ là một món hàng mở đầu cho chương trình đầu tháng 4 mà quý vị có thể sưu tập được. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa.
Lâm Trường Vĩ sẽ giới thiệu đến quý vị hai món hàng có 24 và 25 ngày hôm nay. Sẽ là một bộ sưu tập quý vị có thể kết nạp lại và có thể mua chung với một sợi dây lắc tay là số 26. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với số 24. Sẽ là cặp bông tai và kế tiếp chúng tôi sẽ giới thiệu đến mặt dây chuyền và sợi dây lắc tay. Số 24 là một cặp kim cương được tuyển chọn mỗi bên khoảng 5 ly. Wow! Quý vị lưu ý đây là cặp bông tai học sàn có giấy certified của GIA là 5 ly và là nước E-Color VS Clarity. Wow! Khi chúng ta nhắc tới chữ E, nước E trong học sàn GIA thì quý vị phải biết chắc chắn đây là một nước học sàn cao nhất. D và E là hai nước học sàn ngang ngửa 90-100% giống nhau về độ trong sáng, màu trắng. Và kế tiếp là VS Clarity có nghĩa là rất sạch, vô cùng sạch. Bởi vì hai viên học sàn này được tuyển chọn và certified là 5 ly. Mẫu thiết kế do công ty chúng tôi thiết kế kiểu bông hoa 4 cánh. Những quý vị nào đã từng mua những bộ trang sức hoặc những túi sách của Louis Vuitton thì quý vị thấy những hình dáng bông hoa 4 cánh rất nổi tiếng ngày hôm nay. Cặp bông tai này chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá $4,590. $4,590. Đó là một giá rất đặc biệt để chúng tôi có thể giới thiệu đến quý vị những sản phẩm trang sức do công ty chúng tôi sản xuất. Khi quý vị đi mua những mẫu thiết kế lộng lẫy này, quý vị chắc chắn sẽ bỏ ra số tiền cao hơn rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay, với sự lựa chọn của hai viên kim cương 5 ly, mỗi viên hộp xoàn là được tuyển chọn nước E, GIA Certified Excellent, Excellent và Excellent, hoàn hảo, tuyệt vời, đẹp xuất sắc, vỏ thiết kế 4 cánh hoa, rất to. Khi quý vị đeo cặp bông tai này, quý vị sẽ thấy nó vô cùng lấp lánh. Những viên kim cương viền xung quanh tạo thành 4 cánh hoa đưa lên hai viên kim cương nước E-Color VS và Excellent và giá là $4,590. Số 25 sẽ là một mẫu thiết kế mặt dây chuyền quý vị kết hợp cùng với cặp bông tai, cũng lại là một mẫu trang sức do công ty chúng tôi sản xuất, manufacture và độc quyền. Đây là một viên kim cương GIA Certified là 5 ly 4, gần như 5 ly rưỡi. Đây cũng là một con số rất hiếm có. Trong mẫu thiết kế này là nước F-Color VS Clarity và là Bar Excellent. Excellent, Excellent và Excellent. Viên hộp xoàn 5 ly 4 được thiết kế bông hoa 4 cánh to gần bằng đồng 25 cm. Ở xung quanh quý vị sẽ đến với 8 viên kim cương 2 ly rưỡi xen kẽ để đi viền xung quanh là những cánh hoa 1 ly rưỡi bọc vòng quanh được làm bằng vàng trắng 14K và Lâm Trụ Bỉ gửi đến quý vị giá là $3,490. $3,490 để gửi đến quý vị mẫu thiết kế này. Lâm Trường Vĩ xin chia sẻ với quý vị một điều. Công ty chúng tôi vừa nhận được một lượng kim cương GIA Certified từ GIA đã ship đến tổng cộng hơn 1.000 viên kim cương. Lâm Trường Vĩ nghĩ với số lượng kim cương mà chúng tôi đang sở hữu, quý vị khó mà kiếm được những viên kim cương rẻ hơn với giá chúng tôi đem đến cho quý vị. Và chắc chắn kim cương, một viên kim cương không thể làm lên trang sức. Quý vị phải mua những thiết kế để kết nạp tạo thành một mẫu trang sức và đó là giá trị của một món hàng trang sức, chứ không phải chỉ riêng một viên kim cương. Khi quý vị đến với những mẫu trang sức như mặt hàng số 25, đó là một viên hộp xoàn GIA, $3,490.
Tiếp tục số 26 sẽ là một sợi dây lắc tay. Sợi dây lắc tay này rất lộng lẫy quý vị, bởi vì nó cùng trong mẫu thiết kế, trong bộ collection mà công ty chúng tôi sản xuất. Số 24 là cặp bông, số 25 là mặt dây chuyền, và ngay bây giờ quý vị lại đến với sợi dây lắc tay. Đây là một viên kim cương. Ở chính giữa sẽ là đường kính 6.7 nặng khoảng 1 gram 10. Nước F Color SI Clarity được thiết kế với những cánh hoa, và hai bên lại là hai viên hộp xoàn 4.8 gần như 5 ly. Chắc chắn đây là một chiếc lắc tay lộng lẫy rực rỡ, bởi vì số lượng kim cương ở trên đây rất nhiều, rất to. Viên hộp xoàn 6.7, nước F Color nằm chính giữa, và hai bên sẽ là hai viên hộp xoàn 4.8 gần như 5 ly, nước E Color VS Clarity. Mẫu thiết kế được tạo thành 3 bông hoa, được làm bằng vàng 18K màu trắng. Ngày hôm nay, Lâm Chùa Vị sẽ đặc biệt giới thiệu đến quý vị sợi dây lắc tay hộp xoàn này với giá $9,990. $9,990. Quý vị thấy tổng thể giá trị của sợi dây lắc tay hộp xoàn này, vừa 3 viên kim cương vừa vỏ hộp xoàn, chưa bằng tiền quý vị mua một viên kim cương 6 ly mà là nước đi color đó quý vị. Ngày hôm nay nước đi color 6 ly mà GIA quý vị mua là $8,000-$9,000. Ở đây quý vị đang đeo và đang nhìn là một sợi dây lắc tay kim cương với 3 viên kim cương to 6.7, nặng gần 1 gram 10 chính giữa, và hai bên là 4.8, nước F Color SI Clarity. Mẫu thiết kế được tạo thành 3 bông hoa, được làm bằng vàng trắng 18K. Bề ngang của mặt dây của sợi dây lắc tay này rất to, bằng đồng 5 sen. Hai bên là hai bông hoa với 4 chấu, tất cả sợi dây bằng vàng 18. $9,990. Xin mời quý vị đến với một mẫu thiết kế trang sức có 102. Đây là một bộ kim cương, xin lỗi, một mặt, một sợi dây chuyền kim cương đúng hơn, được làm bằng tay với những viên ruby của Burma màu hồng đỏ. Màu hồng đỏ để tạo thành những bông hoa lily, những cánh hoa ruby được trạm trổ kim cương đi vòng quanh, và kèm chung luôn sợi dây chuyền nặng khoảng 1 lượng vàng tổng thể. Một lần nữa, đây là một bộ trang, một sợi dây chuyền đặc biệt. Quý vị thấy ở chính giữa sẽ là một cánh hoa lily rất to, nạm những viên hộp xoàn 1.5 ly nhận Michael Pave. Mẫu thiết kế làm từ France, từ bên Pháp. Và xung quanh là những viên ruby đỏ được thiết kế thành những cánh hoa, những sợi dây, những chiếc lá uốn lượn nạm ngay phía trước vòng sợi dây. Tổng thể vàng được làm bằng vàng màu vàng và vàng màu trắng kết hợp hai màu, vàng 18K, 3.000
750 đồng, 3.750 đô la. Khi quý vị mua những mẫu trang sức đặc biệt như thế này, Lâm Trường Vĩ biết chắc quý vị sẽ hiểu đó là những thiết kế có một mà thôi. Quý vị sẽ không thấy sợi dây như thế này. Quý vị có thể mua một viên hột sành 5 ly, 6 ly, 7 ly bất kỳ lúc nào. Nhưng khi quý vị nhìn vào những thiết kế đặc biệt như thế này, những trang sức được làm uyển chuyển, tinh tế, tỉ mỉ, tạo thành những design độc đáo, thì chắc chắn đó chỉ có một mà thôi. Và sợi dây này được làm bằng vàng màu vàng 18K, khoảng một lượng vàng tổng thể, với những viên ruby đỏ Natural Burma Ruby, những viên kim cương nước Y, nước F, VVS Clarity, 3.750 đô la. Xin mời quý vị gọi vào cho sợi dây chuyền kim cương số 27. Rất lâu rồi Lâm Trường Vĩ mới trở lại với mẫu thiết kế số 28 này. Ngày hôm nay chúng tôi lựa cho quý vị những viên kim cương khoảng 3 ly. Tổng cộng hột xoàn ở trên đây là khoảng hơn 5 carat. Đây là những viên hột xoàn 3 ly, nhưng mẫu thiết kế này là một mẫu design gọi là Diamond Cut. Design giúp cho viên hột xoàn nhìn to hơn khi quý vị đeo sợi dây lắc tay này. Nhìn vào giống như là một viên hột xoàn 4 ly, nhưng thực tế chỉ là một viên hột xoàn 3 ly, khoảng 3 ly nằm chính giữa. Nhưng đường diamond cut bằng vàng trắng 14K nạm xung quanh giúp cho sợi dây lắc tay nhìn rất to. Tổng cộng chúng ta sẽ có là 36 viên kim cương khoảng 3 ly, được làm bằng vàng 14K và nặng là khoảng nửa lượng vàng. Giá đặc biệt ngày hôm nay 4.490 đô la. Lâm Trường Vĩ mời quý vị gọi vô ngay bây giờ. Bởi vì sợi dây lắc tay này công ty chúng tôi hiện giờ mình chỉ còn lại một sợi dây 3 ly. Chúng tôi có thể có một sợi 3 ly 8 hoặc là 4 ly. Và giá sẽ mắc hơn khoảng gấp 2 hoặc 3 lần nếu quý vị muốn mua sợi dây cũng kiểu thiết kế này. Mà to hơn xin quý vị nhắn tin cho Lâm Trường Vĩ. Số phone trên màn hình 310-968-0577. Ngay bây giờ số 28 sẽ là một sợi dây lắc tay khoảng 3 ly. Chúng tôi tuyển chọn là 36 viên. Nước E-Color rất trắng, VS Clarity rất sạch, được làm bằng vàng trắng 14K và giá là 4.490 đô la. Đây là mẫu số 28, một sợi dây lắc tay mà quý vị không bỏ ra số tiền quá nhiều, nhưng quý vị lại có được cái nhìn, cái lướt ở trên sợi dây rất rực rỡ. Lâm Trường Vĩ giới thiệu đến quý vị mẫu thiết kế số 29 là một cặp bông tai đã được công ty chúng tôi tuyển chọn từng viên nước F-Color 5 ly 4.
5.5 ly. Nước F Color Ba Excellent VS Clarity. Khi mà nói tới cặp bông tai mà được tuyển chọn, hai viên hột xoàn sắc sảo, sạch hoàn hảo, trong suốt, giắt cắt excellent, matching cùng màu sắc. Rất hiếm có, bởi vì mẫu thiết kế này lại được design trong kiểu bông tai khoen, có nghĩa là móc câu bằng vàng 18K. Khi quý vị đeo cặp bông tai này, quý vị chỉ cần móc vào phía sau là quý vị có thể đeo vào một cách rất dễ dàng. Rất là nhiều quý vị không muốn đeo bông tai nút vặn hoặc nút đẩy, quý vị thích đeo kiểu móc câu, thì đây là cặp bông tai 5.5 ly, nhưng mẫu thiết kế này là chúng tôi có thể dùng cho bông tai 1 carat hơn. Khi quý vị đeo cặp bông tai này vào, quý vị sẽ nhìn giống như là 1 carat, rất to. Và mẫu thiết kế này Lâm Trụy mời quý vị gọi vào với giá $6,490. Nếu cặp bông tai này quý vị mua nhích lên khoảng 6 ly thì cặp bông tai này trên $12,000. Mà nếu cặp bông tai này trở thành 1 carat thì cặp bông tai này sẽ trên $20,000 hoặc $24,000. Với giá $6,490 để quý vị có thể sở hữu một cặp bông tai 5.4, 5.5 ly GIA Certified, nước F Color VS Clarity và Excellent, Excellent và Excellent, hoàn hảo nhất. Mẫu thiết kế được làm bằng vàng trắng 18K, kiểu móc khoen và những viên hột xoàn xung quanh là 1.5 ly VVS Clarity, $6,490. Một mẫu thiết kế rất to, nhưng giá cả khi quý vị đeo vào, quý vị trả với số tiền rất nhẹ nhàng. Và đó là điều tuyệt vời khi chúng tôi lựa hàng và sắp xếp sản phẩm, cũng như những mẫu thiết kế làm sao để cho quý vị đeo vào, người đối diện nhìn vô, cảm nhận quý vị trả số tiền rất lớn, rất nhiều. Nhưng thật sự khi quý vị mua, quý vị không phải bỏ ra số tiền nhiều đến như vậy. Đó là lý do tại sao rất nhiều quý vị đã mua hàng của công ty chúng tôi. Quý vị cảm nhận được giá trị, quý vị cảm nhận được chất lượng. Và cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta đã đi nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ, đến với gần 30 món hàng trang sức. Trị giá tổng thể, chương trình ngày hôm nay đã đem đến cho quý vị hơn vài trăm ngàn đô la. Quý vị thấy sự đầu tư, sự tốn kém từ thời gian, từ quality hình ảnh, từ mẫu trang sức. Và giá trị kim cương, chúng tôi làm những chương trình như thế này để quý vị cùng theo dõi. Có thể quý vị không mua được bất kỳ món hàng nào, nhưng khi quý vị xem chương trình của công ty chúng tôi, quý vị nạp được thêm rất nhiều kiến thức, sự bổ ích và knowledge trong kim cương, để khi quý vị mua sắm, quý vị có sự tự tin hơn. Và đó là điều Lâm Trụy mong muốn. Và Lâm Trụy cảm ơn tất cả quý vị. Mong quý vị xài tiền ở đâu cũng vậy, quý vị đến với những nơi có chất lượng, có thương hiệu, có giá trị. Và đó là điều chúng tôi luôn luôn thực hiện, luôn luôn cố gắng
và cảm ơn một lần nữa tất cả sự ủng hộ của mọi quý vị, cô chú, anh chị và các em, những bạn trẻ đã luôn luôn đồng hành cùng với những chương trình đặc biệt của Lâm Trù Vĩ. Số 30 sẽ là một chiếc nhẫn có 102, bởi vì đây là một dách cắt, nó gọi là Chris Cut Emerald Cut. Viên hộp xoàn được GIA thẩm định là một viên hộp xoàn nước F-Color, SI Clarity và là Excellent. Viên hộp xoàn trắng nhìn vào giống như một viên kim cương nước D-Color. Chiều dài là 8.09 ly. Một viên hộp xoàn hình Emerald Cut, nhưng mà đây là một dách cắt có 102. Dách cắt này được gọi là Chris Cut. Viên kim cương được thiết kế trong một chiếc nhẫn hai tầng hộp xoàn 1.8 ly và 2 ly, rất lộng lẫy. Chiếc nhẫn nhìn rất to. Khi quý vị đeo chiếc nhẫn này, quý vị biết chắc mẫu thiết kế Chris Cross Lamour là một viên hộp xoàn dách cắt Emerald, nhưng được làm theo một dách cắt độc đáo của thương hiệu Chris Cut Lamour. Quý vị không thể nào mua những viên hộp xoàn này trên thị trường, trừ khi quý vị có được bản quyền để cắt thành những viên hộp xoàn như thế này. Đây là một chiếc nhẫn đặc biệt mà Lâm Trù Vĩ xin mời quý vị gọi vào với giá $7,990. Một lần nữa, đây là một viên kim cương nặng khoảng gần 1 carat, rất to, chiều dài là 8.09 ly, nước F-Color, trắng vô cùng, SI Clarity. Mà vỏ của chiếc nhẫn này là một mẫu thiết kế lộng lẫy, bởi vì được thiết kế rất nhiều kim cương đi vòng quanh. Hai tầng kim cương được làm bằng vàng trắng, $7,990. Chiếc nhẫn có 102 và Lâm Trù Vĩ chắc chắn với quý vị, khi quý vị đeo chiếc nhẫn này, quý vị vào những thương hiệu nổi tiếng, chiếc nhẫn này giá trị khoảng trên $20,000. Và đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Một lần nữa chúc tất cả quý vị có một buổi tối ngày thứ ba tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi tối ngày thứ năm trực tiếp tuần này, vào ngày 7 tháng 4 lúc 5 giờ California, thứ năm vào lúc 5 giờ Cali. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình livestream trực tiếp. Xin chào tạm biệt.